Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là hãy cùng nhau đi tìm hiểu về những công dụng tuyệt vời của dầu cá. Và dầu cá có những công dụng gì đối với sức khỏe mà người người nhà nhà thi nhau dùng dầu cá như vậy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Dầu cá thì vốn được biết đến là một trong những loại thực phẩm tốt cho phụ nữ trong quá trình mang thai, tốt cho trẻ nhỏ có tác dụng vô cùng tốt đối với sức khỏe, sức đề kháng của chúng ta. Thậm chí là nó còn giúp cho mắt của chúng ta là tốt hơn, này, tăng cường thị lực, đồng thời là có những công dụng của dầu cá mà nhiều chúng ta vẫn còn chưa biết đến. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về công dụng đầu tiên của dầu cá. Một, Lợi ích của dầu cá có thể giúp cải thiện sức khỏe não bộ. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy axit béo omega 3 có thể là một thành phần quan trọng khi nói đến sức khỏe não bộ của bạn. EPA và DHA dường như có vai trò quan trọng trong não bộ của bé đang phát triển. 2. Lợi ích của dầu cá là có khả năng chống viêm. Trong một nghiên cứu, những người đàn ông đã bổ sung DHA trong khoảng 6 đến 12 tuần làm giảm nồng độ của một số dấu hiệu viêm trong máu của họ khoảng 20%. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng lợi ích của dầu cá và aspirin có sức mạnh tổng hợp tốt nên được sử dụng cùng nhau để giảm đau và chống viêm. Dầu cá có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của bệnh ở những người bị viêm nhẹ. 3. Lợi ích của dầu cá là thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Dầu cá được cho là có đặc tính bảo vệ tim mạch do hàm lượng axit béo omega-3 của nó. Các axit béo omega-3 đã được chứng minh là làm giảm chất béo trung tính trong máu và làm tăng nồng độ cholesterol tốt là cholesterol khỏe mạnh. 4 lợi ích của dầu cá đó chính là bảo vệ làn da của bạn luôn khỏe mạnh đây chính là một trong những đặc điểm tuyệt vời đối với những bạn mà da khô hay là da của chúng ta luôn luôn thiếu ẩm bởi vì dầu cá đã được chứng minh rằng khi chúng ta sử dụng thường xuyên nó sẽ giúp cho da của chúng ta tươi trẻ căng mọng hơn đồng thời là giữ ẩm cho làn da của chúng ta đặc biệt là đối với những người mà thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay chúng ta phải đi ngoài đường nhiều thì dầu cá sẽ là một trong những sản phẩm bảo vệ da của chúng ta bảo vệ da của chúng ta khỏi sự tác động của ánh nắng mặt trời hay là tiêu UV. Thứ năm, dầu cá giúp cải thiện thị lực. Đây chính là một trong những điều hiển nhiên và đây cũng chính là một trong những yếu tố quyết định để chúng ta sử dụng dầu cá. Và dầu cá thì vốn đã được biết đến là một trong những sản phẩm giúp cải thiện thị lực vô cùng tuyệt vời. Thị lực rất quan trọng khi còn là thai nhi cho đến khi đã lớn. Thành phần omega 3 của dầu cá là bổ sung thị lực của bạn được tốt và khỏe mạnh hơn. Một số người sử dụng dầu cá bởi vì lợi ích của dầu cá là cải thiện cho mắt khô đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Và với những công dụng tuyệt vời của dầu cá mà Kiều Anh vừa kể trên thì hẳn rằng các bạn sẽ muốn sử dụng sản phẩm này để mang đến những lợi ích, những sức khỏe tuyệt vời cho bản thân đúng không? Và với những thông tin này thì hẳn rằng các bạn cũng đã biết rõ được rằng tại sao dầu cá lại được nhiều người sử dụng đến thế. Và nếu như các bạn muốn dùng sản phẩm này nhưng chưa biết địa điểm mua để có thể mua được sản phẩm chính hãng thì Oanh sẽ gợi ý một trong những địa điểm tuyệt vời, đó chính là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Nếu như các bạn muốn mua dầu cá thì hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm cũng như là tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm dầu cá. Và hy vọng với video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn biết thêm thông tin về sức khỏe thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.